ba cái tím Quảng Ninh đây các bạn. Đây là mình đang ở vùng trồng ba cái tím Quảng Ninh ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Đây, cây này là khoảng được 3 năm ấy. Là trồng đất đồi. Đây, ba cái tím ngọn, ngọn tím, nhưng mà thường thường người ta ba cái tím tức là cái vỏ lõi của nó rất là tím, và khi ngâm ra nó có ra màu tím. Ba cái đây mọi người nhìn kỹ đi, tránh nhầm lẫn. Cái tím Quảng Ninh đây đang được trồng. Đây, trồng rất là nhiều. Xen kẽ giữa ba kích và trà hoa vàng Quảng Ninh. Cái tím đang trồng rất là nhiều ở đây. Ngoài ra thì có thể trồng thêm cả trà hoa vàng xen lẫn. Xin chào mọi người ạ.